Cha mẹ nàng tuy là hôn nhân sắp đặt, nhưng tình cảm rất tốt. Cho đến năm nàng 8 tuổi, người em họ Bạch Nguyệt Quang của cha bị đuổi đi, đến nương tựa nhà nàng. Cô ta khóc lóc kể lể vài câu, cha nàng liền muốn cưới cô ta làm vợ lẽ. Mẹ nàng không đồng ý, trừ khi chàng quỳ xuống cầu xin ta. Nếu không gia đình này có cô ta không có ta, có ta không có cô ta. Sau đó, cha nàng thực sự quỳ xuống, mẹ nàng mới đồng ý, còn tự tay lo liệu hôn sự cho họ. Khuyên cha nàng ngày ngày trông nom biểu cô, nàng hỏi mẹ, tại sao? Mẹ nàng lạnh lùng nói, tổ tiên báo mộng, họ nhớ cha con, hãy tôn trọng cha, hãy vâng lời cha, cha con sắp chết rồi. Cha nàng, Trần Kính An, là Quảng An Hầu, mẹ là con gái trưởng của nhà họ Lý, một gia tộc danh giá ở Thác Quận. Phủ Quảng An Hầu ở Kinh Đô, cách Thác Quận nghìn dặm, hai người họ vốn dĩ không nên dính líu tới nhau. Tuy nhiên, chỉ một đạo thánh chỉ ban hôn, đã cứng rắn trói buộc đôi nam nữ ở hai nơi, xa xôi hàng ngàn dặm lại với nhau. Lúc đầu, mẹ nàng rất phản đối cuộc hôn nhân này. Vì lấy chồng xa ở Kinh Đô, đồng nghĩa với việc rất khó để có thể đoàn tụ với cha mẹ và người thân. Bà sẽ không còn có thể chăm sóc ông bà, hay vui vầy cùng anh chị em. Bà chỉ có thể ngậm ngùi vẫy tay từ biệt người thân. Đến Kinh Đô cùng cha nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà còn rất quan tâm đến bà. Trước đêm tân hôn, cha nàng cung kính cúi người vái chào, chân thành nói, vi phu biết, hôn sự này phu nhân đã phải chịu ủy khuất, nhưng thánh chỉ đã ban xuống, cả hai chúng ta đều không thể làm gì khác. Tuy nhiên, ta hứa rằng cả đời này sẽ đối xử tốt với nàng, để nàng được tự do và vui vẻ như ở nhà. Hơn nữa, gia đình họ Trần có tổ truyền, 40 tuổi không con trai mới được phép nạp thiếp, nếu không có gì ngoài ý muốn, vi phu đời này chỉ có mình nàng là vợ. Lúc ấy, mẹ nàng cảm thấy mình thật may mắn, tại có thể lấy được chồng trong gia đình như vậy, gặp được người đàn ông như vậy. Mẹ nàng nghĩ rằng cha nàng đã thành tâm, tất nhiên mẹ nàng cũng muốn cùng cha sống tốt. Cuộc đời còn dài, mẹ nàng không thể mãi đắm chìm trong nỗi nhớ quê hương mà không thể kiềm chế được. Vì vậy, sau khi kết hôn, họ rất yêu thương nhau như hình với bóng, và tất nhiên con cái cũng ra đời một cách tự nhiên. Gia đình mẹ có di truyền đa thai, đã ba đời không có trường hợp sinh đôi, nhưng mẹ nàng lại mang thai đôi. Sinh đôi vốn là chuyện tốt, nhưng mẹ cũng phải chịu nhiều đau khổ. Khi nàng và em trai chào đời, mẹ bị băng huyết suýt chết. Vì vậy, cha nàng không cho phép mẹ sinh thêm con, nói rằng chỉ cần hai chị em là đủ. Mọi người đều nói cha nàng là một người si tình, còn mẹ nàng là một người phụ nữ có phúc. Cha nàng không có người phụ nữ nào khác, mẹ còn có vài người con gái, không còn phải chịu cảnh sinh nở. Tay nàng cũng vậy, cả nhà bốn người vẫn luôn vui vẻ. Cho đến năm 8 tuổi, nàng gặp một chuyện không hay. Em họ bên nhà bác ruột cha là Hứa Thanh Du, không hiểu sao bị nhà chồng ruồng bỏ. Cha không có ở đây, anh trai và chị dâu đều không muốn nhận nuôi cô ta. Cô ta từ xa xôi Kỳ huyện đến kinh thành tìm cha nàng. Khi Hứa Thanh Du tìm đến, mẹ nàng không nghĩ nhiều, chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, lại có khuôn mặt hốc hác, gầy gò như cành cây khô, thực sự không liên quan gì đến cái đẹp. Hơn nữa, cô ta thậm chí chưa kịp nói vài câu với mẹ nàng, đã ngã quỵ ở nhà họ Trần. Nếu mẹ nàng không quan tâm đến cô ta, thực sự là vô tình. Mẹ nàng lập tức bảo người đưa cô ta vào nhà khách, bà còn mời đại phu đến khám cho cô ta. Mẹ nàng tiến đại phu ra cửa và dặn dò, ta đã trở về. Cha nàng vội vã bước vào sân, thậm chí không nhìn thấy mẹ đang nói chuyện với thầy thuốc. Mẹ nàng nhíu mày tỏ vẻ không vui, sau đó nghĩ đến nếu người thân, anh em đến, có lẽ trong mắt bà cũng không còn nhìn thấy khó khăn. Cũng không thể trách bà kén chọn thức ăn, làm sao có thể không cứu cô ta. Mẹ nàng đang cân nhắc nói với cha thế nào, Hứa Thanh Du đã mắc bệnh nặng, có lẽ sắp không còn sống bao lâu nữa. Nhưng khi bà vừa bước vào, thì nhìn thấy Hứa Thanh Du cuộn tròn trong lòng cha, khóc nức nở và nói, biểu CS, muội ê là sắp chết rồi. Đừng nói bậy, Kinh Đô có danh y có thái y, chắc chắn sẽ có người có thể chữa khỏi bệnh cho muội. Cha nàng trách mắng cô ta, nhưng trong giọng nói có thể nghe thấy sự run rẩy nhẹ. Hứa Thanh Du lắc đầu, nước mắt giàn giụa và nói, vô ích thôi, muội ở Tùy huyện đã gặp phi thần y, tất cả đều nói ta không qua khỏi, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 3 tháng nữa. Sao có thể? Cha lẩm bẩm trong sự khó tin, ta không tin, ta sẽ đi tìm thái y đến đây, chắc chắn sẽ cứu được muội. Nhưng Hứa Thanh Du lại nắm lấy tay cha và nói, không cần đâu, những chén thuốc đắng ngắt ấy muội không muốn uống nữa. Biểu ca, muội rất sợ. Cô ta càng ôm chặt lấy cha hơn. Lưu Thành chê muội sắp chết, chê muội uống thuốc tốn tiền rồi ruồng bỏ muội, hiện giờ muội rất sợ hãi, muội sợ mình chết đi không có chỗ chôn thân, chỉ có thể làm một hồn ma cô độc. Cha ôm cô ta đau lòng nói, không đâu, ta sẽ không để muội làm hồn ma cô độc đâu. Thanh Du, ta sẽ cưới muội, để muội được an táng trong mộ tổ Trần gia. Mỗi lời nói và hành động của cha đều làm mẹ kinh ngạc đến choáng váng. Quan hệ giữa cha và Hứa Thanh Du quả thực không đơn giản. Vì cô ta, cha thậm chí còn muốn vi phạm tổ huấn, cưới thêm vợ hai. Mẹ ban đầu nghĩ rằng cô ta bệnh nặng, phủ nhà cũng không phải không thể nuôi cô ta vài tháng. Còn nghĩ đến việc cưu mang cô ta cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng bây giờ cha lại muốn cưới cô ta, điều này mẹ không thể chấp nhận được, ta không đồng ý. Bà và cha đã kết hôn 10 năm, mọi việc trong nhà ngoài ngõ, bà luôn tham gia và cùng bàn bạc với cha. Lần này, mẹ không nghĩ việc bà bày tỏ quan điểm của mình có gì sai. Nhưng lần phản ứng này đã làm bà tỉnh ngộ, khiến bà tỉnh giấc sau 10 năm giấc mộng đẹp. Cha nhìn mẹ, giọng nói, chẳng lẽ một nguyện vọng của người sắp chết, nàng cũng không chịu thỏa mãn sao? Lý Như Ca, ta không ngờ nàng lại lạnh lùng đến vậy. Cha gọi tên đầy đủ và liên tục trách mắng, làm tim mẹ đau nhói, nhưng cũng khiến bà càng tỉnh táo hơn. Bởi vì bà là Lý Như Ca, bà không chỉ là vợ của nhà họ Trần, mà còn là con gái của nhà họ Lý ở huyện Thác. Cô ta không thể vì một người phụ nữ sắp chết mà làm tổn hại danh tiếng của nhà họ Lý,
Việc này, nếu cha nhất quyết làm, mẹ không thể không theo, bất kể những lời hứa hẹn của cha với bà trước đây. Giờ đều đã trở thành mây khói, không còn ý nghĩa gì nữa. Mắt mẹ đỏ hoe, nhìn thẳng vào cha và hỏi, chàng thật sự muốn cưới cô ta sao? Cha quỳ xuống trước mặt mẹ, nói giọng nhẹ nhàng, bao nhiêu năm nay, ta chưa bao giờ cầu xin nàng điều gì. Chỉ lần này thôi, ta cầu nàng hãy thành toàn cho Thanh Du, là thành toàn cho cô ta, hay là thành toàn cho chính chàng. Mẹ quát lớn, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, vô cớ gây sự, cha vẫn cầu xin mẹ không thôi, bực bội nói, hãy coi như là thành toàn cho ta đi. Nàng hài lòng chưa? Được, cuối cùng chàng cũng nói thật rồi. Mẹ nghiến răng nghiến lợi, lau nước mắt, được thôi, chàng không phải đến cầu xin ta sao, vậy thì hãy quỳ xuống cầu xin ta đi. Cha trợn trừng mắt nhìn mẹ. Nàng đừng có cậy sủng mà kêu, là chàng cầu xin ta, lại không có sự chân thành, vậy ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cô ta vào cửa. Trần gia có ta thì không có cô ta, có cô ta thì không có ta. Mẹ hất tay một cái, rồi quay người bỏ đi. Nàng nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau. Sau khi tan học, nàng dẫn theo em trai đi gặp Lâu Vũ Các. Mẹ, con ủng hộ mẹ, tuyệt đối không thể để người đàn bà đó vào cửa. Nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ, giận dữ nói, trong lòng con, Hứa Thanh Du chính là người đàn bà xấu, phá vỡ sự hòa thuận của gia đình. Mẹ vuốt ve đầu nàng, đây là chuyện của người lớn, tụi nhỏ các con không cần để tâm. Mẹ không cho nàng can thiệp vào chuyện của bà, nhưng làm sao nàng có thể nghe lời, dẫn theo em trai lén lút vào khách viện, chuẩn bị cảnh cáo người phụ nữ đó an phận thủ thường. Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Nhưng em trai nói, cảnh cáo là gì chứ? Chúng ta phải cho bà ta một bài học. Nàng nghe vậy nhướng mày, chẳng lẽ là một trận đòn? Em trai lắc đầu, đánh chết thì không tốt, chúng ta có thể bắt một số chuột chết, rán gì đó rồi thả vào phòng cô ta để dọa cô ta. Nghe nói phụ nữ sợ nhất những thứ này mà. Nghe vậy, nàng rùng mình, đúng là đáng sợ, ta không dám. Không sao, cứ xem đệ làm. Em trai biến mất cả ngày, sau đó quay lại với một chiếc túi vải, vỗ vỗ, ok, toàn bộ đều ở đây, đi thôi. Nàng phải cách xa em trai một chút. Nàng và ầm trai lén lút vào sân khách, một người trước một người sau. Hai người phát hiện có người canh gác trước cửa phòng, hai người đành phải trốn trong bụi cỏ chờ thời cơ hành động. Vô tình nghe được cuộc trò chuyện trong phòng, cô nương, hầu gia thật sự sẽ cưới cô sao? Đương nhiên rồi, tiểu ca và ta thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu đậm, nếu năm đó không có thánh chỉ ban hôn, ta đã sớm được gả cho biểu ca, đâu đến nỗi phải lấy Lưu Thành. Sớm biết Lưu Thành là kẻ như vậy, ta thà làm thiếp của biểu ca còn hơn. Lúc trước là ta quá cố chấp, quá coi trọng danh tiếng, coi trọng gia tộc, lại bị lời ngon tiếng ngọt của Lưu Thành lừa gạt. Kết quả là gì? Những thứ ta coi trọng đều bỏ rơi ta, chỉ có biểu ca, trong lòng hắn vẫn luôn có ta. Nhưng ta nghe nói 10 năm nay hầu gia rất si tình với Lý Thị, một lòng một dạ sống với nàng ta. Tiểu nha hoàn nhịn không được nhắc nhở cô ta. Hứa Thanh Du cười khẩy một tiếng, Lý Thị bất quá là dựa hơi ta mà thôi, nàng ta tưởng biểu ca vì nàng ta mà giữ gìn, thực ra tất cả đều là vì ta. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Biểu ca trước khi thành thân đã đến tìm ta, hắn nói cả đời này không thể cưới ta thì cưới ai cũng như nhau, hắn chỉ cho phép mình phản bội ta một lần này, về sau tuyệt đối sẽ không có nữ nhân nào khác. Hứa Thanh Du nghẹn ngào nói, ta hối hận rồi, lúc đó ta không chấp nhận nổi chuyện đó, cảm thấy một người với vô số người chẳng có gì khác biệt. Nhưng đến cuối cùng, biểu ca vẫn là người đó, còn người ta gả lại đi tìm vô số người khác, hai người cũng không phải trẻ con, tự nhiên hiểu được lời cô ta có ý gì. Thì ra người mà hai người vẫn tưởng là yêu thương mẫu thân, phụ thân lại luôn yêu một người phụ nữ khác, mẫu thân chỉ là người mà ông ấy bất đắc dĩ mới cưới. Phu nhân, hai người bỗng nghe thấy giọng lo lắng của Trân Châu, nha hoàn thân cận của mẫu thân, giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động, nàng thấy mẫu thân chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở trong sân. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu, bà dường như nhớ ra điều gì đó, tẩm bẩm, thảo nào, lúc đó ông ấy nói bất đắc dĩ, lúc đó ta còn chưa để ý lời này có ý gì. Chỉ để ý ông ấy nói cả đời này chỉ có ta là thê tử duy nhất. Thì ra Hứa Thanh Du chính là bất đắc dĩ của ông ấy. Thì ra, ngoại lệ trong lời hứa của ông ấy không phải là 40 tuổi không con, mà là người trong lòng trở về, mẫu thân dường như bị ma nhập, quay đầu bỏ đi, bầu không khí trong phủ càng thêm một ngạt, kế hoạch chuột chết của hai người cũng bị gác lại, nhìn thấy phụ thân cũng không muốn gọi ông ấy ngược lại vẫn như cũ nói chuyện với hai người. Quan tâm hai người, nàng nhịn không được hỏi ông ấy, người mà cha yêu rốt cuộc là mẫu thân hay là nữ nhân kia? Phụ thân giật mình, lảng tránh ánh mắt nói, mẫu thân con là người ta yêu hiện tại, Hứa Thanh Du là người ta yêu trước kia. Cha nói dối, nếu thật sự như vậy, sao cha lại nhất định phải cưới cô ta? Đệ đệ tức giận quát, cha không thấy mẫu thân đau lòng sao? Cha chỉ quan tâm nữ nhân kia, đã bao lâu rồi cha không quan tâm mẫu thân? Con nói cho cha biết, nếu mẫu thân rời bỏ cha, chúng con cũng sẽ rời bỏ cha. Đúng vậy, nếu cha không đuổi nữ nhân kia đi, thì cứ chờ mà vợ con ly tán đi. Nàng cũng tức giận, buông lời cay độc, phụ thân tức giận giơ tay muốn đánh nàng, nhưng bị nàng né tránh. Cha vậy mà vì nữ nhân kia muốn đánh con? Phụ thân nhìn bàn tay mình đang giơ cao, trên mặt xẹt qua một tia áy náy, sau đó chán nản buông tay rời đi. Nàng và đệ đệ ôm chặt lấy nhau, cảm thấy chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy, cảm thấy phụ thân bây giờ thật xa lạ. Nghe nói Hứa Thanh Du nôn ra máu, phụ thân lo lắng ông ấy không đi tìm đại phu, mà thật sự quỳ gối trước sân viện của mẫu thân, cầu xin mẫu thân đồng ý cho ông ấy cưới Hứa Thanh Du. Hôm đó sau khi cãi nhau với phụ thân xong, mẫu thân liền phái người đi điều tra Hứa Thanh Du, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bà chỉ có biết rõ tình hình mới biết đối phó với bọn họ như thế nào. Cho nên, lúc này mẫu thân đang nghe ám vệ báo lại tin tức. Trên đó viết toàn bộ đều là công lao của Hứa Thanh Du ở huyện Kỳ. Quả nhiên rất đặc sắc, nha hoàn Trân Châu kích động nói, phu nhân, nếu đem những chuyện này nói cho hầu gia biết,
chắc chắn Hầu gia sẽ không nhắc đến chuyện cưới nàng ta nữa. Mẫu thân lại cầm lấy những bức thư đó ném hết vào lò lửa. Im miệng cho ta, chuyện này không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Trân Châu sợ hãi quỳ xuống đất, kinh hoàng nói, vâng, phu nhân, đứng lên đi, đi theo ta gặp Hầu gia của các ngươi. Mẫu thân một tay khép trước người, một tay chắp sau lưng đi đến trước mặt phụ thân, cúi nhìn ông ấy, lạnh lùng nói, chàng đứng lên đi, ta đồng ý cho cô ta vào cửa. Thật sao? Phụ thân không ngờ mẫu thân lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Có chút kinh ngạc, ta đã nghĩ thông rồi, bất quá chỉ là nhường chàng cho cô ta 3 tháng, sau này ta có thể độc chiếm chàng cả đời. Tính như vậy, ta vẫn là nữ nhân hạnh phúc nhất kinh thành này, không chỉ như thế, ta còn được tiếng thơm, cớ sao lại không làm? Mẫu thân cười khoát đạt, phụ thân cảm động ôm chặt lấy bà, Như Ca, nàng yên tâm, ta chỉ cho cô ấy một danh phận, ta sẽ không động vào cô ấy. Vậy sao được, như vậy biểu muội sẽ đau lòng, còn tưởng chàng chán ghét cô ta. Mẫu thân đẩy ông ấy ra, cái gì nên cho vẫn phải cho, ngàn vạn lần đừng để biểu muội lưu lại tiếc nuối. Hầu gia, ấy tháng nay chi bằng xin nghỉ phép chuyên tâm bồi biểu muội. Chuyện trong phủ, chàng cũng không cần bận tâm, tất cả đều có ta. Được, ta biết nàng là người hiền hậu nhất, phụ thân vui mừng nói. Lưu Luyến nhìn mẫu thân, dường như không nỡ rời đi. Mẫu thân đưa tay đẩy ông ấy, nũng nịu nói, chàng còn không mau đi, cẩn thận ta đổi ý. Phụ thân nghe vậy cũng không lưu luyến nữa, sợ mẫu thân đổi ý, thuận theo lực tay của mẫu thân rời đi. Ngày phụ thân và Hứa Thanh Du thành thân, nàng hỏi mẫu thân đang tươi cười nghênh khách, vì sao lại đồng ý cho phụ thân cưới cô ta. Mẫu thân mỉm cười nói, tổ tông báo mộng, bọn họ muốn phụ thân con rồi. Tuy nàng không hiểu lắm, nhưng có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người mẫu thân. Nhưng nàng biết chuyện này không trách mẫu thân được, ngay cả nàng khi nhìn thấy phụ thân cười tủm tỉm bái đường với nữ nhân kia cũng thấy chướng mắt, hận không thể xông lên náo loạn một phen. Huống chi là mẫu thân bị cướp mất phu quân, nàng biết mẫu thân hiện tại nhịn nhục như vậy nhất định chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão, nàng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân kia đắc ý. Sau khi phụ thân và Hứa Thanh Du thành thân, quả nhiên hai người đóng cửa viện sống cuộc sống của riêng mình. Mẫu thân sắp xếp mọi thứ trong khách viện đâu vào đấy, không cần ông ấy phải bận tâm, cho đến khi ông ấy phát hiện thân thể mình bắt đầu có vấn đề. Ông ấy muốn ra ngoài tìm đại phu, nhưng ông ấy không ra khỏi cửa được, cả hầu phủ đã trở thành thiên hạ của mẫu thân. Mẫu thân nhận được tin tức, vội vàng chạy tới. Ông ấy phẫn nộ hỏi, Lý thị, nàng đây là có ý gì? Tam lòng ta, lão gia, ông hiểu lầm rồi, là kinh thành xảy ra dịch bệnh, bệ hạ hoài nghi là Hứa thị mang đến, không cho các người ra ngoài. Ông xem, người canh giữ ở cửa là cấm vệ quân, không phải hộ vệ trong phủ chúng ta. Mẫu thân cầm khăn tay, cô tội nói bậy, cái gì mà dịch bệnh, ta thấy là cô muốn hại chết chúng ta. Hứa Thanh Du đi tới, chính là cô ghen tị ta được phu quân yêu thương, muốn hãm hại ta. Nếu ta ghen tị cô thì đã không đồng ý cho cô vào cửa, ta sớm đã nghĩ thông rồi, chỉ là chuyện dịch bệnh không thể xem thường, nếu các người ra ngoài gây ra hậu quả nghiêm trọng, hầu phủ e là không ai sống nổi. Phu quân, Hứa Thanh Du không hiểu, chàng cũng không chịu hiểu sao? Mẫu thân đã không để ý đến cô ta nữa, nhìn phụ thân nói. Phụ thân mặt mày xám xịt, biết chuyện đã không thể xoay chuyển, ông ấy nói, ta cần đại phu, bây giờ đại phu trong thành đều được điều đi nghiên cứu phương thuốc trị bệnh dịch, e là không tìm được. Phu quân, hay là ta lấy thuốc dự phòng dịch bệnh, hai người ở phòng bếp nhỏ sắc uống, có thể phòng được chút nào hay chút đó, chờ khi nào có phương thuốc ta nhất định sẽ lập tức đưa đến cho hai người. Được rồi, chỉ có thể như vậy, phụ thân thất hồn lạc phách nói. Mẫu thân thấy ông ấy thỏa hiệp, không chút do dự xoay người rời đi. Ông ấy nhìn bóng lưng mẫu thân lẩm bẩm, nàng vẫn là hận ta. Mẫu thân lạnh lùng nói, Trần Kính An, tất cả những chuyện này đều là do ông tự chuốc lấy. Ông cho rằng Hứa Thanh Du ông yêu vẫn là nữ tử băng thanh ngọc khiết năm xưa sao? Ông cho rằng cô ta thật lòng yêu ông mới gả cho ông sao? Bất quá chỉ là một hồi báo thù mà thôi, sau này nàng mới biết được rốt cuộc Hứa Thanh U đã trải qua những gì. Cô ta không gả cho phụ thân, tiền gả cho Trạng Nguyên Lang Lưu Thành lúc bấy giờ đang nổi tiếng. Cô ta lại lợi dụng quan hệ của cậu ruột giúp Lưu Thành mưu đồ chức quan ngoại phái, ban đầu là chỉ mong hắn lập công mang cô ta hồi Kinh Dương Oai, nhưng cô ta không ngờ Lưu Thành muốn mưu chức quan ngoại phái không phải là vì muốn thăng quan, mà là vì muốn chăm sóc đệ tử trước kia bị hắn ruồng bỏ. Bọn họ vừa vặn ở huyện Kỳ, đây tự nhiên không phải là trùng hợp, tất cả đều là do Lưu Thành hàng ngày ở bên tai cô ta nói bóng gió, tẩy não. Sau khi bọn họ đến huyện Kỳ, Lưu Thành liền bắt đầu lạnh nhạt với cô ta, thường xuyên không về nhà ngủ, có khi mấy ngày liền không về nhà. Lưu Thành dựa vào núi cao Hoàng Đế xa, cậu ruột quản thúc không tới, càng thêm không kiêng nể gì, cuối cùng lại công khai ở cùng thê tử đời trước, hoàn toàn vứt bỏ cô ta trong viện tự sinh tự diệt. Nhưng Hứa Thanh Du cũng không phải không có chút vốn liếng nào, cô ta có tiền còn có người cậu ruột cho, có hai hộ vệ rất hữu dụng. Cô ta phái bọn họ đi theo Lưu Thành, rất nhanh liền phát hiện ra đôi mẹ con kia. Cô ta tức giận, trực tiếp cầm kiếm xông vào tiểu viện của đôi mẹ con kia, giết chết bọn họ. Lưu Thành biết được, nổi trận lôi đình, trở về liền cãi nhau một trận lớn với cô ta. Ban đầu là muốn đánh cô ta một trận, nhưng lại đúng lúc cô ta có thai, hổ dữ không ăn thịt con. Kỳ thật Lưu Thành ở cùng thê tử đời trước cũng không phải là yêu thê tử đó, mà là bởi vì đứa con trai giữa bọn họ. Thứ nhất, hắn luyến tiếc đứa bé. Thứ hai, Hứa Thanh Du quá mức cường thế, khiến hắn cảm thấy áp lực. Có Hứa Thanh Du ở đó, cô ta luôn chỉ tay múa chân so đo với hắn, liền càng làm nổi bật lên sự đáng quý của thê tử cũ. Hắn tham luyến cảm giác đó, mới thường xuyên đến chỗ đôi mẹ con kia. Bây giờ đôi mẹ con kia đã chết, trong bụng Hứa Thanh Du lại có cốt nhục của mình. Hắn thở dài một hơi, quyết định sống thật tốt với Hứa Thanh Du, chờ cô ta tỉnh lại liền nói chuyện rõ ràng với cô ta. Nhưng giống như Hứa Thanh Du nói, trong mắt cô ta không chứa được hạt cát.
Một lần bất trung, trăm lần bất cần, cô ta vậy mà nhân lúc Lưu Thành không có ở đó, cố ý phá đứa bé. Bởi vì thao tác không đúng cách, lại khiến bản thân khó có thể sinh con. Lưu Thành tức giận, không thèm để ý đến cô ta nữa, bắt đầu nạp thiếp, liên tục đưa nữ nhân vào phủ. Hứa Thanh Du không cam lòng yếu thế, vậy mà lại cấu kết với rất nhiều đồng lưu của Lưu Thành. Cô ta cấu kết với những người đó, cô lập Lưu Thành ở huyện Kỳ sống cuộc sống được người người vây quanh. Lưu Thành bị đẩy vào đường cùng, nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng, chỉ có thể an tâm ở trong phủ sinh con hưởng phúc. Trên thực tế là thả lỏng cảnh giác của cô ta, chờ thời cơ hành động. Lúc đứa con đầu lòng của Lưu Thành chào đời, cô ta đã đến náo loạn một phen. May mắn là Lưu Thành đã đề phòng, đến đứa con thứ hai Lưu Thành không bảo vệ được, cô ta nói ta không thể sinh con được nữa, dựa vào cái gì mà ngươi có thể giống như gà đẻ trứng, đứa này tiếp đứa kia. Sau đó đứa con của Lưu Thành đều không giữ được, mà thời cơ kia rất nhanh liền đến. Người đàn ông từng qua lại với cô ta bị phát hiện mắc bệnh hoa liễu, mà cô ta cũng không ngoài ý muốn bị lây bệnh. Lưu Thành may mắn mấy năm nay Hứa Thanh Du không cho hắn tới gần, bằng không hắn cũng sẽ bị lây bệnh. Cô ta biết được, phát điên muốn đồng quy vu tận với con trai trưởng của Lưu Thành. Cô ta không biết lấy ở đâu ra dịch cơ thể của người mắc bệnh dịch hạch, bôi lên quần áo con trai trưởng của Lưu Thành. Con trai trưởng của Lưu Thành chết rồi, nhưng bản thân cô ta cũng bị lây bệnh dịch hạch. Lưu Thành vừa tức vừa hận, đem chuyện cô ta mắc bệnh hoa liễu và bệnh dịch hạch truyền ra ngoài. Những người đàn ông từng qua lại với Hứa Thanh Du đều hoảng sợ, cũng đều oán hận cô ta. Lưu Thành thừa cơ đoạt lại quyền lực thuộc về mình. Thêm vào đó, hai năm trước cậu ruột vẫn luôn yêu thương Hứa Thanh Du, ông ta trực tiếp viết một phong thư ly hôn đuổi cô ta đi. Cô ta rời khỏi nhà họ Lưu lại đắc tội với những nhân vật đỉnh cao ở huyện Kỳ, tự nhiên bị điên cuồng trả thù. Đầu tiên là bị bán vào ký viện, vất vả lắm mới dựa vào trí thông minh trốn thoát, lại rơi vào ổ ăn mày. Cuối cùng là bị người ta giống như chó chết ném ra khỏi huyện Kỳ, mà cô ta vậy mà vẫn ngoan cường sống sót. Cô ta đại khái vẫn là cho rằng chỉ cần trở về kinh thành, cô ta liền có thể xoay người một lần nữa. Nhưng kinh thành sớm đã vật đổi sao rời, biết được cô ta bị đuổi, huynh tẩu ghét bỏ cô ta không chịu thu nhận, tộc nhân cũng đuổi cô ta đi. Thiên hạ rộng lớn, vậy mà không có chỗ cho cô ta dung thân, cho nên cô ta liền nghĩ đến phụ thân. Ban đầu cô ta chỉ muốn có người có thể cho cô ta một nơi nương tựa, nhưng sau khi nhìn thấy phụ thân, liền âm thầm hận phụ thân. Cô ta cảm thấy dựa vào cái gì mà phụ thân có thể phản bội cô ta trước, lại có thể sống tốt như vậy. Cho nên cô ta liền nghĩ ra cách muốn phụ thân cưới cô ta. Cô ta muốn phụ thân chôn cùng cô ta, cho nên lúc phụ thân nói muốn mời thái y cho cô ta mới kiên quyết cự tuyệt. Còn nói cái gì mà gặp được thần y, thần y trên đời này sao có thể dễ dàng gặp được như vậy. Cũng chỉ có phụ thân tin tưởng, biết rõ tình trạng bệnh tình của cô ta. Mẫu thân một chút cũng không tin, mẫu thân vốn lo lắng liên lụy đến cả phủ, muốn nói cho phụ thân biết, thương lượng xem nên an trí ông ấy như thế nào. Ai ngờ phụ thân lại một mực muốn cưới cô ta. Mẫu thân nghĩ, còn nhắc nhở cái gì, tôn trọng ông ta, thuận theo ông ta liền xong đời. Đây cũng là kết cục mà ông ta nên nhận được. Nhưng mẫu thân không yên tâm, dù sao bản thân cũng từng tiếp xúc với cô ta, cho nên mới phái người điều tra cô ta một phen, phát hiện rất nhiều đại phu đều nói bệnh của cô ta chỉ cần không tiếp xúc với dịch cơ thể, máu thì sẽ không lây nhiễm. Mẫu thân liền nghĩ cách, đồng ý cho phụ thân cưới cô ta, lừa phụ thân bồi cô ta ở trong khách viện, chỉ đưa cơm canh vào, mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt, chính là đề phòng Hứa Thanh Du dở trò quỷ. Dù sao bây giờ cô ta cũng không khác gì người điên, mà cô ta quả thật điên rồi. Sau khi phụ thân phát bệnh hôn mê, vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Hứa Thanh Du bưng chén thuốc, đang dỗ dành cái gối ôm bằng sứ trong tay uống thuốc. Phát hiện ông ấy tỉnh lại, Hứa Thanh Du liền ném gối ôm bằng sứ lên chân ông ấy, không để ý đến chân ông ấy bị gãy, bóp miệng ông ấy, đổ thuốc vào. Ông ấy bị sặc đến mức ho khan, muốn giãy giụa nhưng lại toàn thân bất lực, không cách nào giãy giụa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chất lỏng tràn vào trong mũi. Cảm giác đó, ông ấy khó chịu đến mức chảy cả nước mắt. Hứa Thanh Du còn nói, biểu ca, ta có phải rất biết chăm sóc người hay không? Lúc mẫu thân nhận được những tin tức này, ban đầu còn coi như chuyện cười mà nghe, sau này liền bảo người ta đừng báo cáo nữa. Bà nói, không có gì thú vị. Nàng hỏi bà, vậy cái gì mới thú vị? Bà ấy không trả lời, chỉ dẫn nàng và đệ đệ đến trang trại câu cá bắt gà. Bà ấy nói, vẫn là làm trẻ con thú vị. Nhìn thấy bà ấy như vậy, nàng liền biết mẫu thân lại nhớ ngoại tổ mẫu rồi. Mẹ, chúng ta có thể đến quận thác sinh sống, chỉ cần trả lại tước vị, bệ hạ hẳn là sẽ không phản đối việc thả chúng ta rời kinh. Mẫu thân lộ ra vẻ vui mừng, sao con lại nghĩ đến chuyện này? Là đệ đệ, hôm qua hỏi tiên sinh, nàng đỏ mặt, chỉ là mượn hoa dâng Phật. Tốt, ý kiến của con rất hay, mẹ lại đi gặp cha rồi. Cha đã đầy mặt hơi thở của sự chết, bị con điên Hứa Thanh Du kéo ra khỏi phòng. Ông nhìn thấy mẹ, kích động nói, Như ca, nàng mau cứu ta không muốn ở bên cạnh ả ta nữa, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng. Hầu gia cũng hối hận rồi, không cho rằng ta vô lý, không cho rằng ta sắt đá nữa sao? Mẹ vẫn đeo mặt nạ cười hỏi. Không có, ta nói đều là lời lúc nóng giận, không phải thật lòng. A, ông ấy đột nhiên hét lên một tiếng kêu thảm thiết, vì Hứa Thanh Du giẫm lên chân gãy của ông. Ông yếu ớt nói, nàng còn muốn trừng phạt ta bao lâu nữa đây? Mẹ bất lực nói, sao ông không hiểu, bây giờ không phải ta trừng phạt ông, mà là bệ hạ trừng phạt ông. Ta đến đây là để thông báo với ông rằng ngày mai ta sẽ giúp ông viết tấu sớ trả lại tước vị. Không được, tại sao nàng lại làm vậy? Tước vị này là của con trai chúng ta mà, nó không cần, nếu cần thì tự nó đi giành. Tóm lại, tước vị này cản đường về nhà của ta sẽ dẹp nó đi, dù cha phản đối thế nào. Mẹ vẫn thờ ơ, rõ ràng bà chỉ đến để thông báo một tiếng. Ngày hôm sau, mẹ thay cha tự thú tội, cầu xin bệ hạ thu hồi tước vị và chiếu thư.
bà chỉ mong bệ hạ cho phép bà mang con cái về quê nhà. Bệ hạ vốn còn muốn dùng cha, nhưng khi biết ông bị một người phụ nữ làm cho ra nông nỗi này, còn mang dịch bệnh đến kinh thành, đã sớm căm ghét ông, đương nhiên cầu còn không được. Khi cha thấy thánh chỉ, đã phun ra một ngụm máu, sau đó sức khỏe càng tệ hơn. Khi ba mẹ con thu xếp hành lý chuẩn bị rời đi, vào buổi sáng sắp rời khỏi, ông đã bóp chết Hứa Thanh Du và tự sát. Vì vậy, tất cả phải trì hoãn hành trình, lo hậu sự cho cha và chôn cất ông. Mẹ sắc mặt hồng hào, giúp họ lo liệu tang lễ. Trước khi đi, bà dẫn hai chị em đi cúng bái cha. Mẹ nói, Trần Kính An, ta theo ý nguyện của ông, chôn cất Hứa Thanh Du vào mộ tổ và còn chôn cùng ông, hy vọng các người ở dưới đó sống vui vẻ như ở viện ấy. Nghe vậy, nàng nghĩ đến sự giày vò lẫn nhau của họ khi còn sống, chỉ cảm thấy ớn lạnh.